Hùng Nguyễn Đức Anh xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh rất ngọt ngào, rất tĩnh lặng của cặp loa Tannoy D700. Cặp loa này Hùng Nguyễn Đức Anh đang phối ghép với một chiếc âm ly cũng rất nổi tiếng của hãng Acouphase, đó là âm ly E308 cùng với một chiếc đầu đĩa CD Acouphase có model là DP65. Chọn bộ sản phẩm mà quý vị và các bạn sẽ thưởng thức dưới đây có giá là 198 triệu, một cặp loa D700, một âm ly E308 và một chiếc đầu đĩa Acouphase DP65. Vâng, 198 triệu. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến những sản phẩm cao cấp thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh của cặp loa này. Âm thanh của loa D700 rất tĩnh lặng, nhưng đồng thời tiếng bass cũng rất mạnh mẽ, uy lực. Của bộ âm thanh cao cấp loa Tannoy, âm ly và đầu đĩa của hãng Acouphase. Nếu như quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua sắm những thiết bị âm thanh từ bình dân đến cao cấp, xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984 285 477.